Phẩm thứ sáu, Như Lai Tán Thán. Đây là phẩm Như Lai Tán Thán, phẩm thứ sáu. Như Lai tức là Đức Phật. Lúc trước tôi đã giảng nhiều lần rồi. Tán Thán tức là xưng dương tán thán, tấm tắc khen ngợi. Kinh Địa Tạng có tổng cộng 13 phẩm, bây giờ giảng đến phẩm thứ sáu, như vậy là còn 7 phẩm nữa. Kinh Văn. Lúc đó, toàn thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn, soi khắp trăm ngàn muôn ức hằng hà sa thế giới của chư Phật. Lại phát ra âm thanh lớn, bảo khắp các thế giới của chư Phật rằng: tất cả hàng Bồ Tát Ma Ha Tát cùng trời, rồng, quỷ, thần, nhân, phi nhân, vân vân, hãy lắng nghe. Hôm nay ta xưng dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát về việc ở trong mười phương thế giới, hiện sức từ bi oai thần to lớn không thể nghĩ bàn, để cứu giúp tất cả những kẻ tội khổ. Sau khi ta diệt độ, thì hàng Bồ Tát Đại Sĩ các ông cùng với trời, rồng, quỷ, thần, vân vân nên dùng nhiều phương tiện để gìn giữ kinh này, khiến tất cả chúng sanh đều chứng được cảnh vui niết bàn. Nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng cung kính chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: nay con nghe Đức Thế Tôn tán thán Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn, bất khả tư nghị như thế. Còn trong mong Đức Thế Tôn là vì những chúng sanh trong thời mạt pháp ở đời sau mà tuyên thuyết các sự nhân quả của Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người, hầu làm cho Thiên Long Bát Bộ và chúng sanh trong đời sau thảy đều kính chân lời của Đức Phật. Lược giảng. Lúc đó, toàn thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn. Sự kiện toàn thân Phật đều phóng hào quang rực rỡ như thế, đủ cho chúng ta thấy bộ kinh Địa Tạng này quan trọng đến dường nào. Bây giờ, hào quang sáng chói tỏa ra từ thân của Đức Phật, soi khắp trăm ngàn muôn ức hằng hà sa thế giới của chư Phật, lại phát ra âm thanh lớn. Rồi Đức Phật lại phát ra âm thanh nghe lớn như tiếng hống của sư tử và rền vang như tiếng sấm. Phàm người nghe được âm thanh của Phật thì người đó liền sanh tâm hoan hỷ, khởi lòng cung kính. Thường thì người thuyết giảng kinh sách nếu có giọng nói khàn đục không rõ ràng thì chỉ khiến cho người nghe cảm thấy tẻ nhạt buồn ngủ, không hăng hái theo dõi buổi giảng. Còn giọng nói nếu sang sảng rõ và trông như tiếng chuông đồng thì thính chúng dù buồn ngủ cách mấy cũng phải giật mình tỉnh táo thích thú lắng nghe. Âm thanh của Phật thì khiến mọi người vừa thích nghe lại vừa hết buồn ngủ, càng nghe càng tỉnh táo, nghe hết câu này liền muốn nghe tiếp câu kế, giống như được thưởng thức một món ăn ngon, muốn ăn mãi không muốn buông đũa xuống vậy. Đức Phật phát ra âm thanh tuy lớn nhưng không phải là la hét chói tai như loài người chúng ta, cũng không ồ ề khó nghe như tiếng thanh la bể. Âm thanh của Phật vốn sang sảng vang rền, khiến cho người nào nghe lọt vào tai thì liền nhập nghe pháp tam muội. Tiếc thay, chúng ta không được sanh vào thời Đức Phật còn tại thế để được lắng nghe âm thanh của Ngài, thật là đáng tiếc biết bao. Vậy lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca phát ra âm thanh bảo khắp thế giới của chư Phật rằng: tất cả hàng Bồ Tát Ma Ha Tát cùng trời, rồng, quỷ, thần, nhân, phi nhân, vân vân, hãy lắng nghe. Hôm nay ta xưng dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát về việc ở trong mười phương thế giới, hiện sức từ bi oai thần to lớn không thể nghĩ bàn, để cứu giúp tất cả những kẻ tội khổ. Tại sao Đức Phật khen ngợi Địa Tạng Bồ Tát? Bởi lòng từ bi của Địa Tạng Bồ Tát thì không thể nghĩ bàn, trí huệ của Ngài không thể nghĩ bàn, và oai thần của Ngài cũng không thể nghĩ bàn.
Cho nên, thần thông diệu dụng của Ngài toàn là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ngài Địa Tạng phát đại nguyện, chuyên cứu độ những chúng sanh phạm tội, bởi Ngài nhận thấy rằng những kẻ chưa phạm tội thì chưa đến nỗi khổ sở lắm, còn những kẻ đã phạm tội thì quá sức khổ sở, khổ khổ chồng chất. Đức Phật lại căn dặn, sau khi ta diệt độ, đợi đến sau khi ta nhập Niết Bàn rồi, thì hàng Bồ Tát Đại Sĩ các ông cùng với trời, rồng, quỷ, thần, vân vân nên dùng nhiều phương tiện để gìn giữ kinh này. Tất cả các vị hãy tận lực, rộng làm nhiều phương tiện để bảo vệ kinh Địa Tạng, khiến tất cả chúng sanh đều chứng được cảnh vui Niết Bàn, đạt được cảnh giới thường lạc ngã tịnh. Quý vị xem, bây giờ chúng ta giảng kinh Địa Tạng thì cũng có Thiên Long Bát Bộ và chư Đại Bồ Tát đến đây để bảo hộ đấy. Sau khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong Pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng. Vị Bồ Tát đem lại sự lợi ích rộng khắp cho hết thảy chúng sanh, cung kính chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng, nay con nghe Đức Thế Tôn tán thán Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần trọng lớn bất khả tư nghị như thế, đức hạnh lớn lao như thế. Con trông mong Đức Thế Tôn lẽ vì những chúng sanh trong thời mạt Pháp ở đời sau mà tuyên thuyết các sự nhân quả của Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người, hầu làm cho Thiên Long Bát Bộ và chúng sanh đời sau thảy đều kính vâng lời của Đức Phật, thảy đều y giáo phụng hành. Kinh Văn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Quảng cùng tứ chúng rằng, lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà lược nói về những sự phước đức của Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người. Lược giảng. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Quảng cùng tứ chúng, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, bao gồm cả Thiên Long Bát Bộ, rằng lắng nghe, lắng nghe. Tất cả các ông hãy chăm chú lắng nghe cho kỹ. Ta sẽ vì các ông mà lược nói về những sự phước đức của Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người. Phước đức là gì? Trong thư kinh Ở Thiên Hoằng Phạm có giảng về chữ phước và phân ra năm loại ngũ phước là phước thọ, phú quý, khang ninh, tu hiếu đức và khảo chung mạng. Một, loại phước thứ nhất là phước thọ, phước sống lâu, nghĩa là có phước, có thọ, một người vừa được phước lại vừa được thọ nữa. Thế nào gọi là phước? Phước tức là hết thảy đều rất tự nhiên, tự tại. Thọ là thọ mạng, tuổi thọ. Người Hoa thường dùng chữ thọ này theo nghĩa trường thọ, sống lâu. Thọ thì vốn có trường thọ và đoạn thọ, sống ngắn ngủi. Song nếu chỉ nói thọ mà thôi thì được hiểu là trường thọ, chứ không phải là đoạn thọ. Vì thế ở đây dùng chữ phước thọ. Có câu phước lộc thọ tam tinh cũng chiếu, nghĩa là phước lộc thọ ba sao chiếu quanh. Tam tinh có nghĩa là ba ngôi sao, sao phước, phước tinh, sao lộc, lộc tinh và sao thọ, thọ tinh. Phước là sự tốt lành may mắn rất tự nhiên tự tại của riêng mình. Lộc là bổng lộc lợi tức. Nếu quý vị làm việc cho chính phủ thì tiền lương mà quý vị lãnh được hàng tháng đó gọi là bổng lộc. Thọ là thọ mạng, sự sống lâu. Theo người Hoa, thọ Tinh Công là một ông tiên quắc thước, tráng cao, không có tóc, chỉ có chòm râu dài bạc trắng như cước, và còn được gọi là Nam Cực Tử. Tương truyền, Nam Cực Tử chính là Nam Cực Tiên Ông của Đạo Giáo. Trong đầu có ba quyển Thiên Thư, sách của trời, là quyển Thượng, quyển Trung và quyển Hạ. Bởi có được Thiên Thư nên việc gì tiên ông cũng biết rõ cả. Hai, phú quý, giàu sang. Loại phước thứ hai là phú quý, tức là vừa giàu có lại vừa sang trọng tôn quý. Ba, khang ninh, khỏe mạnh bình yên. Loại phước thứ ba là khang ninh, tức là thân thể vừa khỏe mạnh lại vừa yên ổn.
4. Tu hiếu đức, thích làm điều lành. Loại phước thứ tư là tu hiếu đức, tức là thích làm việc tốt, thích hướng theo phương diện đạo đức mà xử sự. 5. Khảo chung mạng, cái chết an lành. Loại phước thứ năm là sống đến già, chết già không do tai nạn. Đức cũng có 5 loại, ngũ đức là ôn, lương, cung, kiệm và nhượng. Có người nào hội đủ được 5 đức hạnh này chăng? Đó chính là đức Khổng Tử. 1. Ôn, tức là ôn hòa, không nóng không lạnh, ấm áp vừa chừng. Nếu quý vị suốt ngày cứ như quan đế công, chẳng nói chẳng cười, thì là người quá lạnh lùng, lãnh đạm. Còn nếu suốt ngày cứ cười đùa hi hi, ha ha, thì lại thành ra quá nhiệt tình, quá niềm nở. Đức Khổng Tử thì ôn hòa, mẫu mực, đáng cười mới cười, đáng nói mới nói, không đáng cười thì không cười, không đáng nói thì không nói. 2. Lương. Loại đức hạnh thứ hai là lương thiện, nghĩa là có lương tâm, lòng dạ hiền lành, tốt bụng. 3. Cung. Loại đức hạnh thứ ba là cung kính. Đối với bất cứ ai, chúng ta cũng cung kính lễ độ, không có thói khinh người. 4. Kiệm, tức là kiệm phát, có nghĩa là tiết kiệm, không làm hư hại, không lãng phí của cải vật chất. Thí dụ về vấn đề ăn uống, đáng lẽ phải ăn 5 chén cơm mới thật no, nhưng bây giờ mình chỉ ăn 3 chén mà thôi, bớt đi 2 chén để dành cho những người đói kém hơn. Như thế là tự kiềm chế để tiết kiệm cho chính mình. Có câu, tự phụng tất tu giảng ước, yến khách thiết kỵ lưu liên, nghĩa là cho mình thì nên chế giảm, đại khách thì cần rộng rãi. Đối với riêng bản thân mình thì phải tiết kiệm đơn giản, bớt ăn bớt tiêu. Những sự chi dụng về đồ ăn thức uống, áo quần giày dép, nơi ăn chốn ở, vân vân, thể đều không nên cầu kỳ, xa xỉ, bày vẽ thái quá, chủ yếu là ở chỗ tiết kiệm. 5. Nhượng. Đây là loại đức hạnh thứ 5. Nhượng tức là khiêm nhường, nhường nhịn. Đối với bất cứ việc gì, chúng ta cũng không tranh giành để được ưu tiên, chẳng e sợ về sau mình bị thiệt thòi. Nhượng cũng là nhường cho người khác được hạng nhất. Cái gì tốt thì để cho người ta được trước, còn cái gì không tốt thì chính mình lãnh lấy, đó gọi là nhượng. Chúng ta cần phải học tánh khiêm nhượng, nhường nhịn một cách lễ phép, lịch sự. Vừa rồi là nói sơ lược về ngũ đức, ôn, lương, cung, kiệm và nhượng. Bây giờ tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện có liên quan đến đức tánh nhượng này. Đó là Dung Tứ Tuế Năng Nhượng Lê, tức Dung Lên Bốn Biết Nhường Lê. Ở Trung Hoa, trước thời Tam Quốc, có một người tên là Khổng Dung. Ông giữ một chức quan rất lớn trong triều đình. Thuở ấu thời, lúc Khổng Dung mới được 4 tuổi, có người khách đến nhà biếu một giỏ lê. Người lớn trong nhà bèn bảo Khổng Dung tự chọn lấy cho mình một quả. Quý vị thử đoán xem cậu bé 4 tuổi này chọn quả như thế nào. Cậu bé chọn một quả nhỏ nhất trong giỏ. Bây giờ người khách lấy làm lạ bèn hỏi, sao cậu không lấy quả lớn mà lại lấy quả nhỏ thôi vậy? Khổng Dung đáp, thưa, vì cháu là nhỏ nhất nên ăn quả nhỏ, còn các anh cháu đều lớn hơn cháu thì nên ăn quả lớn. Về sau, Khổng Dung được làm chức quan tước rất lớn. Do vì Khổng Dung biết nhường nhịn để dành quả lê lớn cho các anh, còn mình thì chịu ăn quả nhỏ, nên nói rằng Dung Lên Bốn Biết Nhường Lê. Lại có một câu chuyện khác gọi là Hương Cửu Linh Năng Ôn Tịch, tức Hương Lên Chính Biết Ủ Chiếu. Ở Trung Hoa đời nhà Hán, có một người tên là Hoàng Hương. Mới 9 tuổi mà mỗi tối cần đến giờ đi ngủ là lên nằm trên giường của cha mẹ trước, để giường chiếu đều ủ hơi ấm, hầu cha mẹ vào ngủ được ấm áp. Sau khi cha mẹ an giấc rồi, Hoàng Hương mới về giường mình mà nằm ngủ. Đó gọi là ôm tịch, ủ cho giường chiếu ấm lên. Đây là một hành động xuất phát từ lòng hiếu thảo,
làm trọn hiếu đạo cũng là một đức hạnh vô cùng cao quý. Kinh văn: Ngài Phổ Quảng bạch rằng: Vâng, Đức Thế Tôn, chúng con hoan hỷ muốn được nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng: Trong đời vị lai, như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là tán thán, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quảng, như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào, hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất, đá, keo, sơn, vàng, bạc, đồng, sắt tạc tượng Bồ Tát này, rồi cứ một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì người đó sẽ được sanh lên cõi trời 33-100 lần, vĩnh viễn không phải đọa vào ác đạo. Giả sử phước trời đã hết, phải sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vị quốc vương, không hề mất sự lợi lớn. Lược giảng. Ngài Phổ Quảng bạch với Đức Phật rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con hoan hỷ muốn được nghe. Hiện tại chúng con đều sẵn sàng vui mừng và lắng nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng: Trong đời vị lai, như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào, tức kẻ nam hay người nữ nào có thọ ngũ giới và biết hành thập thiện, nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là tán thán, người đó hoặc là chắp tay, hoặc là trầm trồ nói rằng: Ồ, Bồ Tát Địa Tạng quả là một vị đại Bồ Tát, Ngài thật là từ bi, lại còn có thần thông diệu dụng nữa, thật là bất khả tư nghị. Hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ. Có người trong thấy tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì sanh lòng luyến mộ, không đành lòng bỏ đi, cứ đứng mãi ở đó mà lưu luyến ngắm nhìn tôn tượng, đến nỗi quên ăn, quên uống, quên hết mọi chuyện. Đây cũng giống như người đã say mê, ham thích một việc gì rồi, thì quên hết tất cả những việc khác vậy. Như thế, nếu có người thiện nam hay tín nữ nào khi nghe được danh hiệu, hoặc trông thấy hình tượng của Đại Bồ Tát Địa Tạng, liền cung kính chắp tay, thành tâm khen ngợi, hướng về tôn tượng mà cúi lại, quyến luyến không rời, thì người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Tất cả nghiệp tội trong 30 kiếp của người đó đều được tiêu trừ. Này Phổ Quảng, như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào, hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất, đá, keo, sơn, vàng, bạc, đồng, sắt tạc tượng Bồ Tát này. Đức Phật lại gọi Bồ Tát Phổ Quảng mà bảo rằng: Giả sử có kẻ nam hay người nữ nào có thọ ngũ giới và hành thập thiện, có thể dùng 7 màu sắc để tô vẽ tượng Bồ Tát Địa Tạng, dùng đất sét để nặn tượng Bồ Tát Địa Tạng, khắc chạm tượng Bồ Tát Địa Tạng trên đá, dùng nhựa để đắp tượng Bồ Tát Địa Tạng, dùng sơn để tô vẽ tượng Bồ Tát Địa Tạng, dùng vàng bạc để tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc dùng đồng hay sắt để tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng. Rồi cứ một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì người đó sẽ được sanh lên cõi trời 33, trời Đao Lợi, 100 lần, vĩnh viễn không phải đọa vào ác đạo. Nhờ công đức lễ bái Bồ Tát Địa Tạng mà người đó mãi mãi không bị đọa lạc vào đường ác. Giả sử phước trời đã hết, phải sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vị quốc vương, không hề mất sự lợi lớn. Khi các thiện nam tín nữ ấy đã hưởng hết phước báo ở cõi trời rồi và phải sanh trở lại về cõi người, thì họ sẽ được sanh làm vua, làm chúa. Cho nên những vị quốc vương trên thế gian hiện nay đều là những người trước kia đã từng cung kính lễ lại Địa Tạng Bồ Tát. Ngay cả những vị tổng thống cũng vậy. Họ đều nhờ lúc trước đã lễ bái Địa Tạng Bồ Tát mà có được đôi chút công đức, và họ cũng sẽ không bao giờ đánh mất sự lợi ích lớn lao nhất này. Kinh văn: Giả sử có người nữ nào nhàm chán nữ thân, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Bồ Tát Địa Tạng, cùng những tượng bằng đất, đá,
keo, sơn, đồng, sắt, vân vân. Ngày ngày như thế, không hề thối chuyển, lại thường đem hoa, hương, đồ ăn, thức uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báo, vân vân cúng dường. Thì người thiện nữ đó sau khi mãn một thân báo nữ hiện tại, thời đến trăm ngàn muôn kiếp, không còn sanh vào thế giới có người nữ, huống hồ lại thọ lại nữ thân. Trừ phi vì nguyện lực từ bi muốn thọ nữ thân để độ thoát chúng sanh, còn thì nương nơi sức cúng dường ngài Địa Tạng cùng sức công đức, trong trăm ngàn muôn kiếp chẳng còn phải thọ nữ thân nữa. Lược giảng, giả sử có người nữ nào nhàm chán nữ thân, quý vị nữ giới đừng tưởng rằng làm thân nữ là một điều tốt đẹp mà dội sanh lòng tự mãn. Bởi cái thân nữ này có rất nhiều sự phiền toái rắc rối. Vì sao nói thân nữ có nhiều phiền toái? Quý vị chớ cho rằng tôi cố ý nói như thế để quý vị chán ghét thân nữ, rồi đòi xuất gia làm tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Thân thể của người nữ quả thật có rất nhiều phiền toái, cho nên cũng có nhiều người nữ không bằng lòng với cái thân mà họ đương có này. Vì sao phải làm thân người nữ? Quý vị hãy nghiền ngẫm đạo lý này. Nếu hiện đời quý vị mang nặng những tạp khí như ganh ghét đố kỵ, chướng ngại, tham lam, ích kỷ, ưa lợi dụng, thích trao chuốt, thích làm duyên, làm dáng, vân vân, thì đời sau quý vị phải sanh làm người nữ. Thế nhưng nếu quý vị cung kính chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát thì vấn đề sẽ được giải quyết. Quý vị sẽ không phải làm thân nữ nữa. Còn nếu không giải quyết được vấn đề này, tức là quý vị sẽ phải mang thân nữ, và như thế thì chẳng vui vẻ gì. Bởi thân nữ thì có 5 điều chướng ngại, ngũ chướng và 10 việc xấu, thập ác. 5 sự chướng ngại của thân nữ là gồm những gì? Đó là 1. Người nữ không thể làm Đại Phạm Thiên Vương. Tại sao người nữ lại không thể làm Đại Phạm Thiên Vương? Bởi vì Đại Phạm Thiên Vương vốn do tu hạnh thanh tịnh mà thành. Phạm có nghĩa là thanh tịnh, trong sạch. Trong khi đó, thân thể người nữ có nhiều nhiễm ô bất tịnh, không được sạch sẽ, cho nên không thể nào làm Đại Phạm Thiên Vương được. 2. Người nữ không thể làm Đế Thích Thiên Chủ. Thế thì quý vị sẽ thắc mắc rằng vị Thiên Chủ của cõi trời Tam Thập Tam không phải là một người nữ sao? Đúng vậy, có điều vị ấy đã chuyển thành thân nam, cho nên Thiên Chủ vẫn là nam chứ không phải nữ. Đế Thích thì rất ít dục niệm, còn người nữ thì lòng dâm dục nặng nề, cho nên không thể làm Thiên Chủ được. 3. Người nữ không thể làm Ma Dương. Điều này là tốt nhất, không làm Ma Dương, vì Ma Dương vốn rất can cường, lại vô cùng cứng rắn, còn người nữ thì quá yếu đuối, hễ có việc gì xảy ra là liền hốt hoảng, bối rối, mất tự chủ, phải cầu cứu người khác, cho nên không thể làm Ma Dương được. 4. Người nữ không thể làm Chuyển Luân Thánh Dương, Luân Dương. Luân Dương tức là Kim Luân Thánh Dương, Ngân Luân Thánh Dương, Thiết Luân Thánh Dương và Đồng Luân Thánh Dương. Vì sao người nữ không thể làm Chuyển Luân Thánh Dương? Chuyển Luân Thánh Dương thì rất từ bi, rất nhân hậu, thường dạy người đời trì ngũ giới, hành thập thiện. Còn người nữ thì tâm địa nhỏ nhen, lòng đố kỵ rất lớn, cái gì cũng so đo ganh tị cả. Hễ thấy người khác được điều gì tốt đẹp thì trong bụng mình liền bứt rứt xốn xang, sanh tâm ghen ghét. Bởi đố kỵ là bản tánh của người nữ, cho nên họ không thể làm Chuyển Luân Thánh Dương được. 5. Người nữ không thể làm Phật, không thể thành Phật. Thân Phật thì có vạn đức trang nghiêm, còn thân người nữ thì lại quá nhiều nhơ uế, nhiều xấu ác, lại thường đố kỵ chướng ngại, tâm lượng hẹp hòi, tâm tướng nhỏ nhoi như hạt mè vậy, cho nên người nữ không thể thành Phật được. Tuy rằng người nữ có 5 sự chướng ngại như thế, nhưng nếu họ không còn lòng đố kỵ, không còn lòng dâm dục, không còn yếu đuối nhẹ dạ, không còn những nhơ uế xấu ác, không còn tâm nhiễm ô bất tịnh, thì họ có thể được chuyển nữ thành nam, cho nên họ vẫn có hy vọng.
Điển hình là trường hợp của Long Nữ, con gái của Long Dương. Khi nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói cô ta không thể thành Phật, Long Nữ bèn lấy viên bảo châu mà cô yêu thích nhất, không sao đành lòng cho đi được. Nhưng cô đã đem cúng dường cho Đức Phật, Phật hoan hỷ thọ nhận sự cúng dường của cô ta. Bây giờ Long Nữ hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: "Tôi có thể thành Phật ngay bây giờ đây. Ngài xem, tôi đem bảo châu cúng dường cho Đức Phật và Phật đã đón nhận, chẳng hay việc đó có nhanh chóng chăng?" Ngài Xá Lợi Phất đáp: "Thật rất nhanh chóng." Long Nữ bèn nói: "Bây giờ tôi thành Phật cũng nhanh như thế, nhanh như tôi đem bảo châu dâng cúng cho Đức Phật vậy." Nói vừa dứt lời thì Long Nữ quả nhiên liền chứng đắc Phật thân, tức thời thành Phật. Cho nên quý vị nữ giới đừng than thân trách phận hoặc chán ghét cuộc đời, cũng đừng nghĩ là vì có ngũ chướng mà mình không còn hy vọng. Chỉ e rằng quý vị phát tâm không được dũng mãnh mà thôi. Chứ nếu phát tâm một cách dũng mãnh thì vẫn có thể được thành Phật. Trường hợp Long Nữ hiến châu tức khắc thành Phật, đó là nhờ cô ta dũng mãnh xả bỏ, đem hạt bảo châu là vật mà mình yêu quý nhất dâng cúng cho Đức Phật, cho nên lập tức được thành Phật. Về 10 điều xấu, thập ác của người nữ, bây giờ tôi chỉ nói sơ lược thôi, chứ không giảng giải cho cặn kẽ được, vì e rằng chúng ta không có đủ thì giờ. 1. Ngay từ khi vừa lọt lòng, đứa con gái đã làm cho cha mẹ không vui rồi, bởi đó là con gái. Nếu là con trai thì cha mẹ rất vui mừng. Tuy rằng không phải là cha mẹ nào cũng đều như thế cả, song có thể nói rằng hầu hết mọi quốc gia đều có một phong tục tương đồng, đó là thích sinh con trai, không thích sinh con gái. Vì thế, vừa mở mắt chào đời, đứa con gái đã gây cho cha mẹ một ấn tượng không vui rồi. 2. Cha mẹ cảm thấy việc nuôi dưỡng con gái là không có ý nghĩa, nên không cảm thấy vui thích. 3. Con gái thường có tính rụt rè, nhút nhát hay sợ sệt. Con trai thì không sợ xấu, trong khi đa số con gái đều sợ xấu, sợ người. 4. Cha mẹ thường vì chuyện hôn nhân của con gái mà nhọc lòng lo lắng. Khác với người Mỹ là cha mẹ không bận tâm lắm về chuyện hôn nhân của con cái. Tại nhiều quốc gia lại có phong tục cổ truyền như Trung Hoa, là cha mẹ đặc biệt quan tâm về việc cưới gả của con cái, nhất là việc tìm cho con gái mình một người chồng tốt. 5. Con gái rồi sẽ sống xa cha mẹ, trong tương lai nhất định con gái sẽ rời bỏ cha mẹ. 6. Con gái sau khi kết hôn thì nể sợ chồng, thận trọng từng ly từng tí đối với sự vui buồn của chồng. Chồng vui vẻ thì vợ vui theo, chồng nổi nóng thì vợ khép nép sợ hãi. 7. Từ khi thai nghén cho đến lúc sinh nở còn có rất nhiều khó khăn trắc trở, người con gái cảm thấy rất lo âu, sợ hãi. 8. Khi người con gái có phạm lỗi lầm gì thì mọi người đều trách móc cha mẹ cô ta rằng họ đã sinh ra một đứa con gái hư hỏng. Cho nên con gái nết na đức hạnh thì không nói làm gì, rủi mà ăn ở vụng về thì cha mẹ sẽ bị mang tiếng xấu. 9. Người con gái thường bị chồng quản chế, không cho phép làm việc này việc nọ. Có rất nhiều phép tắc hạn chế mà người vợ phải tuân theo, bằng không phục tòng thì sẽ bị chồng bỏ, buộc phải ly hôn. Quý vị xem, thật là quá nhiều rắc rối phiền phức, có phải không? Trên đây là 9 điều không tốt có thể xảy ra lúc người nữ còn trẻ. 10. Người nữ đến khi già cả lại bị con cái, cháu chắt xem thường, con trai, con gái hoặc cháu nội, cháu ngoại nghĩ rằng bà đã già yếu đến thế rồi mà vẫn còn chưa chịu chết. Có câu, già mà chưa chết thì thành kẻ cắp, ngay cả con cái cũng mắng mẹ nữa, quý vị xem có đáng thương không? Cho nên, người nữ có rất nhiều sự phiền toái phức tạp. Trên đây là 10 điều xấu, thập ác của thân nữ. Ngoài ra còn có 20 điều nữa. Nếu kể ra nữa thì quá nhiều đi, nói không hết được. Bây giờ chúng ta trở lại với phần kinh văn. Lúc đó Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quản rằng: "Nếu có người nữ nào vì thấy thân nữ không thanh tịnh
nên sanh lòng chán ghét, không thích cái thân đó nữa, thì phải làm thế nào? Thì người nữ đó phải hết lòng cúng dường tượng vẽ của Bồ Tát Địa Tạng, cùng những tượng bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt, hoặc là tượng bằng gỗ, vân vân, ngày ngày như thế không hề thối chuyển. Nếu người nữ đó có thể mỗi ngày đều đặn cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng như thế, lại thường đem hoa, hương, đồ ăn, thức uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báo, vân vân cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì người thiện nữ đó sau khi mãn một báo thân nữ này, thời đến trăm ngàn muôn kiếp không còn sanh vào thế giới có người nữ, huống hồ là thọ lại nữ thân. Sau khi báo thân nữ ở đời này hết rồi, thì cả trăm ngàn vạn kiếp về sau, người thiện nữ đó vĩnh viễn không còn sanh vào thế giới có người nữ nữa. Như vậy thì thế giới nào là thế giới không có người nữ? Chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hiện tôi đã thỉnh tượng vẽ của Bồ Tát Địa Tạng về đây, cũng là để giúp đỡ những người nữ. Nếu có ai không muốn mang thân nữ nữa, thì hãy thành tâm chiêm lễ, cúng dường tượng vẽ của Ngài. Trừ phi vì nguyện lực từ bi, muốn thọ thân nữ để độ thoát chúng sanh. Tuy nhiên, có nhiều người mang thân nữ là do tự nguyện. Tôi nguyện làm người nữ, tôi muốn dùng thân nữ để giáo hóa, độ thoát chúng sanh. Trong số quý vị có thể có người đã từng phát nguyện, muốn dùng thân nữ để độ chúng sanh, cho nên hiện đời mặc dù không thích mang thân nữ, cũng vẫn sanh làm người nữ rồi. Điển hình là trường hợp của Phật Mẫu, Maya Phu Nhân. Phật Mẫu dùng Đại Huyễn Tam Muội mà dạo chơi trong chốn nhân gian, bà phát nguyện làm mẹ của tất cả chư Phật hạ sanh ở thế gian. Cho nên 1000 Đức Phật xuất thế, Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ tư, thì Maya Phu Nhân đều là thân mẫu của ngàn vị Phật, vì bà đã phát nguyện như thế. Lại như trường hợp của Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài vốn là phi nam phi nữ, chẳng phải thân nam cũng chẳng phải thân nữ. Tuy nhiên, vì biết rằng tất cả chúng sanh trên thế gian đều thích người nữ có dung mạo mỹ miều, Ngài bèn thị hiện là một người nữ vô cùng xinh đẹp đến thế giới Ta Bà để cứu độ chúng sanh. Quý vị cũng nên học theo hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, phải độ thoát chúng sanh, nhưng phải cẩn thận, đừng để cho chúng sanh độ lại mình. Nói như vậy là thế nào? Nghĩa là quý vị có hảo ý muốn độ chúng sanh, muốn làm cho chúng sanh lìa khổ được vui, nhưng nếu không khéo thì quý vị chẳng những không độ nổi chúng sanh, mà bản thân mình cũng bị rơi vào bể khổ, bị cuốn theo dòng nước, không còn định lực nữa. Lại cũng có nghĩa là nếu quý vị cứ cắm đầu cắm cổ đam mê chạy theo ái tình, thì sẽ bị ái tình vây khốn mà trở thành mê muội. Bồ Tát Quán Thế Âm tuy hiện thân nữ, nhưng Ngài không bị mê đắm trong tình ái. Ngài chân chánh thật yêu thương, che chở chúng sanh, muốn cứu độ chúng sanh. Ngài có thể cứu độ được chúng sanh mà vẫn giữ cho chính mình không bị trầm luân trong biển khổ. Cho nên, trừ khi là do nguyện lực của chính mình muốn mang thân nữ để cứu độ chúng sanh, còn thì nương nơi sức cúng dường Ngài Địa Tạng cùng sức công đức, trong trăm ngàn muôn kiếp chẳng còn phải thọ thân nữ nữa. Nhờ nương vào sức di diệu của nhân duyên cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, cùng sức di diệu của công đức có được từ sự cúng dường này, người thiện nữ đó trong trăm ngàn vạn kiếp về sau đều không phải làm thân người nữ nữa.